người người nhà nhà đổ xô đi học tiếng Trung, nhưng học tiếng Trung xong thì làm nghề gì, mức lương liệu có cao không, yêu cầu trình độ như thế nào? Vậy thì hôm nay hãy cùng mình đi tìm hiểu nhé. Hello, ta chào họ, mình là Tiếu Tiếu đây. Chắc hẳn thì các bạn cũng đã nghe tin là Trung Quốc đã trở thành nước giàu nhất trên thế giới, và tiếng Trung cũng là thứ tiếng được nhiều người sử dụng nhất trên toàn cầu, và đặc biệt là Việt Nam lại còn sát vách với cả Trung Quốc nữa, đúng không? Và cái điều đó thì nó cũng đồng nghĩa với việc là tiếng Trung đang trở thành xu hướng, cũng như là cái công cụ để thúc đẩy việc mà chúng ta tìm kiếm việc làm cũng như là nâng cao cái mức lương của mình. Tuy nhiên là nhiều bạn học tiếng Trung xong thì vẫn không biết là mình sẽ làm công việc gì, mức lương của mình ra sao và yêu cầu trình độ như thế nào. Vậy thì hãy xem hết video này và cùng mình tìm hiểu nhé. Đầu tiên, khi học ngoại ngữ thì nhiều bạn sẽ nghĩ ngay đến nghề đó là nghề phiên dịch viên. Và với cái sự hội nhập toàn cầu như hiện nay thì có rất là nhiều những cái giao dịch cũng như công việc mà yêu cầu phải có phiên dịch. Hiện tại thì ở Việt Nam mình cũng có rất là nhiều công ty Trung Quốc hoặc là có vốn đầu tư từ Trung Quốc và có những cái giao dịch với người Trung Quốc. Và tất cả những công việc hay là giao dịch này thì đều yêu cầu là chúng ta phải có phiên dịch viên. Đối với phiên dịch viên tiếng Trung thì mức lương dao động sẽ khoảng từ 10 đến 25 triệu và trung bình là 13 triệu một tháng, tùy vào năng lực cũng như là kinh nghiệm của các bạn. Tuy nhiên là với cái công việc phiên dịch viên thì chúng ta có thể nhận job theo giờ và lương sẽ được trả là thỏa thuận. Trước đấy thì mình có quen một người bạn và bạn ấy có làm một cái job phiên dịch viên tiếng Trung và bạn ấy kiếm được 5 triệu một ngày. Tuy nhiên thì đây cũng là nghề mà yêu cầu khá cao về trình độ tiếng Trung, chúng ta phải đạt HSK 5, 6 hoặc là HSK cao cấp, và ngoài ra thì chúng mình phải có cái sự phản xạ nhanh, tập trung cao, ghi nhớ tốt và đặc biệt là phải phát âm chuẩn. Công việc thứ hai khi bạn có ngôn ngữ Trung mình có thể làm đó là biên dịch. Chúng ta có thể biên dịch sách, truyện hoặc là phim ảnh hoặc là các hợp đồng giao dịch. Hiện tại thì có rất nhiều các nhà phân phối các nội dung nghệ thuật Hoa ngữ mà bạn có thể ứng tuyển vào để làm biên dịch cố định cho một công ty, hoặc là chúng ta có thể làm theo hợp đồng. Mức lương cho nghề biên dịch thì sẽ dao động khoảng từ 12 đến 20 triệu đồng trên một tháng, tùy thuộc vào năng lực hoặc là KPI. Và với nghề này thì cũng yêu cầu mình phải có HSK 5 hoặc là 6. Ngoài ra thì cũng cần phải có từ vựng phong phú, văn phong tốt và đặc biệt là phải có tính tỉ mỉ. Và đương nhiên là đối với những hợp đồng giao dịch thì yêu cầu tính chính xác cao và trình độ của bạn cũng phải chắc chắn, sâu và kỹ. Ngoài ra thì chúng mình cũng phải biết về cái xu hướng ngôn ngữ cũng như là văn phong nói chuyện của người Trung Quốc. Đối với hai nghề là biên dịch và phiên dịch viên, để mà đạt được cái trình độ tiếng Trung tốt cũng như là cái mức lương mong muốn thì chúng ta phải đầu tư rất nhiều vào việc học. Và với những bạn tự học từ con số 0 thì mất khoảng 2 đến 3 năm để đạt được trình độ như thế. Còn nếu có giáo viên hướng dẫn và theo lộ trình của Alpha thì các bạn sẽ chỉ mất từ 1 đến 1 năm rưỡi thôi. Công việc tiếng Trung thứ ba là làm giáo viên dạy tiếng Trung, thì chúng ta có thể làm giáo viên dạy tiếng Trung ở các trường đại học, các trung tâm, hoặc thậm chí là chúng ta có thể mở lớp dạy gia sư tại nhà. Để có thể trở thành giáo viên tiếng Trung ở các trường đại học thì yêu cầu chúng ta phải tốt nghiệp các chuyên ngành tiếng Trung hoặc là khoa tiếng Trung. Còn nếu muốn đi dạy ở trung tâm hoặc là tự mở lớp tại nhà thì ít nhất là phải có HSK 6 hoặc là HSK 5. Ngoài ra thì các trung tâm thường ưu tiên những bạn là du học sinh tại Trung Quốc và trở về Việt Nam. Và để làm giáo viên tiếng Trung thì yêu cầu kiến thức của chúng ta phải cực kỳ chắc và sâu. Ngoài ra thì còn phải có tính sáng tạo cũng như kỹ năng giảng dạy để làm sao thu hút được học sinh. Thu nhập của giáo viên tiếng Trung thì có thể dao động khoảng 15 triệu đồng trên một tháng. Và ở Alpha thì các giáo viên được đào tạo vô cùng sâu, ngoài kiến thức chuyên môn thì còn có các kỹ năng giảng dạy, sự nhiệt tình cũng như tận tâm với học sinh. Các công việc khác với mức lương cao khi bạn có tiếng Trung có thể kể đến là order tháo bảo, mà các bạn hay nói là order tao bao đó, đúng không? Bạn có thể làm sàn thương mại điện tử, đặt hàng và mua bán, tìm các nguồn hàng tốt bằng cách đọc đánh giá, trao đổi với chủ cửa hàng thay vì qua phiên dịch vì bạn đã biết tiếng Trung rồi. Các bạn cần giao tiếp cơ bản, nắm được các mẫu câu thường dùng trong mua bán, mặc cả cũng như hỏi giá, thời gian giao hàng. Và ngoài ra thì các bạn cũng cần học những từ vựng liên quan đến ngành nghề của mình, ví dụ như kinh doanh quần áo, mỹ phẩm. Và để làm được ngành nghề này thì chúng ta chỉ cần có chứng chỉ HSK 3 trở lên là được rồi. Tiếp theo là công việc hướng dẫn viên du lịch, lễ tân hoặc là quản trị khách sạn. Với những bạn đã có bằng nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch thì tiếng Trung sẽ là công cụ tối ưu giúp bạn tăng được cơ hội việc làm và mức lương. Hướng dẫn viên du lịch sẽ có tiền tour, tiền hoa hồng phần trăm của cửa hàng, của khách và cả tiền lương của công ty, thì trung bình cũng khoảng 15 triệu đến 20 triệu một tháng. Về điều kiện tiếng Trung thì hướng dẫn viên du lịch cần có tiếng Trung giao tiếp cao cấp, vốn từ vựng chuyên ngành sâu. Còn lễ tân hoặc là quản trị khách sạn thì chỉ cần giao tiếp cơ bản, trình độ khoảng HSK 4 trở lên là được rồi.
Ngoài ra thì cũng có rất nhiều những ngành nghề cần tiếng Trung và những chức vụ khác nhau tại các công ty Trung Quốc tại Việt Nam hoặc là công ty Việt Nam mà có khách hàng là người Trung Quốc. Bạn có thể làm thư ký, trợ lý, hành chính nhân sự, nhân viên giao dịch hay là tư vấn viên. Công việc này thì thường có yêu cầu chứng chỉ HSK4 trở lên. Mức lương thì chắc chắn sẽ không hề thấp, sẽ dao động từ khoảng 10 đến 30 triệu đồng trên một tháng. Với mỗi một trình độ hay là công việc thì Alpha sẽ xây dựng lộ trình riêng phù hợp với mục đích học của từng học viên. Thông thường để đạt được HSK3 thì sẽ mất khoảng tầm 5 tháng và bạn có thể phát âm 99% chuẩn Bắc Kinh và giao tiếp các chủ đề cơ bản trong cuộc sống. Với HSK4 thì sẽ mất khoảng từ 6 đến 8 tháng, bạn có thể tự tin giao tiếp trong môi trường công việc cũng như là trong cuộc sống. Một điều đặc biệt ở Alpha là bạn sẽ được cam kết đỗ HSK trên 250 điểm và còn được tặng kèm ôn thi HSKK nữa. Vậy là mình đã điểm qua cho các bạn một số những thông tin hữu ích về yêu cầu cũng như là mức lương của một số công việc khi bạn có tiếng Trung. Ngoài ra thì còn rất nhiều những công việc khác mà mình chưa thể liệt kê ở đây được. Như vậy mọi người có thấy là mình có quá nhiều lợi thế cũng như cơ hội việc làm khi mình có chứng chỉ tiếng Trung không nào? Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không bắt đầu học tiếng Trung ngay cùng Alpha? Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau trên kênh Alpha Tiếng Trung Cơ Bản nhé. Bye bye.